Qua 4 ngày nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, cả nước đã xảy ra 277 vụ tai nạn giao thông, 109 người tử vong và 236 người bị thương. Riêng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, số lượng bệnh nhân tiếp nhận tại đây cũng chủ yếu là tai nạn giao thông và cũng có nhiều ca tai nạn lao động. Bệnh nhân này được cấp cứu trong tình trạng dập nát một bên chân do kẹt máy vào máy nghiền nhựa. Sau khi được truyền máu, bệnh nhân sẽ được chuyển đi phẫu thuật. Đây là ca tai nạn lao động thứ hai được cấp cứu trong sáng ngày 1 tháng 5, ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ. Trong lúc công nhân đang làm thì bệnh nhân bước chân qua một cái máy, em vô tình trượt chân. Tôi đứng gần đấy, tôi mới lôi ra, mang đi ra bệnh nhân cấp cứu ngay tại Bệnh viện Việt Đức. Tổn thương kể cả xương, phần mềm, thần kinh, mạch máu thì tương đối nặng. Và cái chân đấy thì sẽ phải mổ cấp cứu. Đấy, thì còn cái kết quả như thế nào vào trong mổ thì mình đánh giá được. Để xem là cái chân đấy có khả năng là mình cứu được cái chân đấy không, hay là mình không giữ được cái chân đấy. Thì trong mổ sẽ bố trí mổ tối cấp cứu để đánh giá và sẽ cố gắng là làm tốt nhất cho người bệnh. Trong 5 ngày nghỉ lễ, mỗi ngày Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiếp nhận khoảng 150 ca bệnh, trong đó một nửa số ca bị tai nạn giao thông, còn lại là tai nạn lao động và tai nạn sinh hoạt. Đặc biệt trong số này vẫn nhiều ca tai nạn có sử dụng rượu bia. Trước đó, bệnh viện đã chuẩn bị sẵn sàng thuốc và vật tư y tế đảm bảo cho cứu chữa bệnh nhân. Trước khi mà tiến hành 5 ngày nghỉ lễ thì ban giám đốc bệnh viện đã thông báo tất cả các khoa phòng cũng như là vật tư cũng như là các trang thiết bị y tế là chuẩn bị đầy đủ nhân lực cũng như vật lực để sẵn sàng cho cái cấp cứu bệnh nhân trong 5 ngày nghỉ lễ. Với các trường hợp tai nạn lao động, các y bác sĩ cũng khuyến cáo bệnh nhân cần được đưa đến các cơ sở y tế gần nhất. Bệnh viện có hệ thống đường dây nóng để trao đổi và tiếp nhận bệnh nhân khi cần thiết.